Hồi giữa tháng 5 vừa qua, chúng tôi đã phản ánh đến quý khán giả câu chuyện sạt lở gây chia cắt đường giao thông và đe dọa trực tiếp nhiều nhà dân, cơ sở thờ tự tại xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang. Chính quyền địa phương cam kết sẽ khắc phục trong thời gian khoảng một tuần. Tuy nhiên, đến nay, gần 3 tháng trôi qua, các cơ quan chức năng vẫn mới chỉ đóng tạm bợ vài cây cừa dừa rồi ngưng hẳn. Nguy cơ sạt lở trong sạt lở là rất lớn. Phóng viên Diệp Phong đưa tin từ hiện trường. Nước lớn tràn vào cả các cơ sở thờ tự, nhà dân. Bên trong là hàng chục hecta ao nuôi thủy sản và vườn cây ăn trái. Bên ngoài rất nhiều phương tiện lớn lưu thông. Nguy cơ sạt lở trong sạt lở là rất cao. Theo người dân, sau khi sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương có đến khảo sát và cam kết sẽ khắc phục sớm nhất. Trước mắt là triển khai đóng cừ gia cố, kiến nghị thành phố Ngã Bảy bố trí vốn xây kè tạm, cố gắng hoàn thiện trong 30 ngày, đảm bảo lưu thông hàng hóa, đi lại an toàn cho người dân. Tuy nhiên, đến thời điểm này đã gần 3 tháng trôi qua, các cơ quan chức năng của tỉnh Hậu Giang chỉ đóng được vài cừ dừa rồi biến mất. Khu vực sạt lở hiện nay có dấu hiệu nứt, sụt lún, đe dọa trực tiếp cơ sở thờ tự, nhà dân và nhiều diện tích thủy sản, vườn cây ăn trái của bà con. Trước đó, dù sạt lở khiến đoạn đường dài 50 mét bị sụp xuống sông, toàn bộ hàng rào bên ngoài thánh tịnh Trung Thiên bị nhấn chìm. Khu vực sạt lở cách dàm 3.000 chưa đầy 200 mét. Đây cũng là đoạn rộng nhất của sông Cái Côn, nước chảy xiết, có nhiều phương tiện thủy lưu thông, nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra là rất lớn. Đây là cách người dân tự bảo vệ tài sản của gia đình. Thế nhưng con đê như thế này nó rất mỏng manh và mang tính tạm bợ so với cường độ sạt lở. Nếu các cơ quan chức năng của tỉnh Hậu Giang không sớm vào cuộc khắc phục hậu quả, thì dù người dân có nỗ lực đến đâu cũng khó đảm bảo an toàn tài sản của gia đình.